15 triệu nha. Xin chào quý khán giả, các anh chị em nha. Hoa đen bên Mỹ á, để tặng cho gia đình để mua áo quan cho bé Thúy Huy nha. Em mong bé ra đi thanh thản nha. Đây 15 triệu nè. Anh điếm lại giùm em nha. Cảm ơn chị, chị giúp đỡ của cô bên Mỹ để mua áo quan cho con. Thì cảm ơn tinh thần, cảm ơn. Dạ, anh nhìn đây nè. Đó, cảm ơn ở đây nè. Chị Hoa Đinh á. Cảm ơn thay mặt cho bé đi, cảm ơn chị Hoa Đinh. Chị Hoa Đinh bên Mỹ, em thay mặt gia đình cho áo, mua tiền áo quan con em cảm ơn nhiều. Hoa Đinh đừng có buồn nữa ha. Rồi mong là bé ra đi thanh thản nha. Dạ. Ai cũng buồn khóc hết rồi chú chị. Thầy Quang cũng thay mặt cho gia đình thì cảm ơn chị Hoa Đinh bên Mỹ rất là nhiều nha. Chúc chị và gia đình dồi dào sức khỏe và làm ăn phát tài ạ. Quá trời đau luôn hả mọi người. Nói chung là cái tuổi này là tuổi ăn tuổi lớn thôi. Không thể nào chịu nổi. Đau được quá hết cổ rồi. Cha giờ đau lắm đau à. Mười mười một giờ là mình điện nén ha. Mấy giờ mình mới chôn mà. 11 giờ đi. Dạ. 30. 30 chôn. 7 giờ rồi quan tài ra thủy nhà rồi 8 giờ hạ giọng cháo. Dạ. Dạ. 30. Ngày 30. Dạ dạ. Chôn chung với lại 6 người đó luôn. Dạ. Không biết nữa thì nghe nói vậy mình hay vậy thôi. Dạ. Thế sao thì em nói chuyện với em biết. Dạ. Mà sao còn bình bông mà sao mà ba ấy cắt cấm gì mà lúc đầu rồi cắt tiền cái túi anh ơi. Cắt tiền nè. Em đến đây cũng chia buồn với gia đình mình một phần nào đó nha. Dạ. Thì không biết nói gì hơn thì ông em rất thay mặt cảm ơn mấy anh nhiều. Dạ dạ. Sao mà biết giờ gán có sức lực để lo cho con nó mấy ngày nay rồi xong đi rồi gượng gượng nổi hơn nè. Cố lên nè. Con gán chậm tỉnh là lo cho con mình với con vậy hoài rồi cô bác đó. Để chi buồn thì sao nổi con ơi. Đứng người cha đứng hết nổi luôn rồi nè. Tay chân cũng dũng gung hết. Thương ơi qua té chắc chết chung với con luôn rồi chứ hả? Nghe rồi không biết chứ hả? Ngồi đợi con. Ê trời, không phải nhắn ngủi gì nè. Trời ơi, con điện đánh này trời. Nghèo đi làm kiếm tiền chứ mấy cái đi lên bồ định đi mà làm để có tiền đi cái mất ngày 200 ngàn gán làm xin nghỉ hoài mới kỳ quá không dám xin nghỉ. Không nghĩ thì không dám mở lời ở trên Mỹ. Không nghĩ thì nếu không có tiền thì cố gắng làm. Chị con... đừng có khóc, đừng có ai dính vô trong người bé. Không là còn gì mà đi ốc. Mất chạy vô bé. Chạy vô đó không chịu đi đâu. Ngọc con phải cho nói là muốn tìm bốn nhỏ mười vợ nó để con mua Ngọc chơi dài Ngọc
cô bác là muốn dùng 4 bàn để đủ 10 bàn mỗi ai đâu đấy con có nói cô bác và mẹ nó chia buồn mình đấy không có chỗ ngồi tội lắm. Em để đủ cho cô bác ngồi để cô để người đứng người cái này kia tội lắm. Bây giờ con mình ở gì đây ngồi thì cũng đã ngồi biết đau lắm. Chứ là ngàn đời không gặp con nữa đâu nghe. Cưng đem cút qua bên nhà nấu ăn bảnh nhưng mà anh nấu cơm. Chỉ là thắm cũng chạy ra chỉ cho mấy chị đem đồ bên đó đi. Hello.
trời hả? Em không chết.